được 18 tuần em bé được 180 gram, có bé quá không chị? Không em ạ, cái mốc mà thai dưới 20 tuần là một mốc mà em bé chưa phát triển nhiều về cân nặng, cho nên chúng ta đừng để ý về cân nặng quá nhiều. Cái mà chúng ta cần để ý, bác sĩ cần để ý cho chúng ta, đó là sự phát triển của những cái bộ phận của em bé. Những bộ phận của em bé có bình thường hay không, bởi vì cái giai đoạn này vẫn là giai đoạn đang hoàn thiện tổ chức. Tuần vừa rồi thì bác sĩ Thùy Linh còn gặp một ca là mốc 17 tuần đúng không ạ? 17 tuần bị loạn sản xương. Do đó là gì? Dù cân nặng của em bé có đủ nhưng mà chân tay thì ngắn, xương đùi, xương cánh tay thì ngắn và cong, kèm thêm là gì? Xương lưỡng đỉnh thì to này, rồi lõm phổi này. Đó là những cái dấu hiệu là dù cân nặng em bé có đủ nhưng em bé vẫn là một em bé dị dạng bất thường. Nên cái đó là cái ở cái mốc dưới 20 tuần thì chúng ta đừng quan trọng về cân nặng nha. Trên 20 tuần, từ 20 tuần trở lên thì bắt đầu em bé mới có bảng cân nặng ở trên biểu đồ để theo dõi. Từ 20 tuần trở lên mới có cân nặng ở trên biểu đồ thì lúc đó chúng ta mới cần phải để ý. 20 tuần em bé sẽ rơi vào khoảng từ 300 cho đến 350 g. 300 cho đến 350 g, khoảng 3 đến 3 lạng rưỡi. Còn mốc dưới 20 tuần thì em bé đang phát triển và hoàn thiện tổ chức, thì cái chúng ta cần quan tâm là những bộ phận của em bé có vấn đề gì hay không, các hệ của em bé trên cơ quan bộ phận em bé có vấn đề gì hay không, đặc biệt là những hệ xương, đặc biệt là các hệ xương, xương và sụn có phát triển bình thường hay không. Cân nặng của em bé thường quy định bởi những yếu tố nào? Đầu, bụng, xương đùi, đúng không ạ? Nhưng mặc dù cân nặng của em bé có đủ mà chân tay ngắn thì vẫn là những cái bất thường.